Và bây giờ đó là món quà vật chất mà câu lạc bộ muốn gửi đến quý vị. Chúng ta cùng đến với chương trình được mang tên Bốc Thăm May Mắn, và ai sẽ là những người may mắn để nhận món quà của câu lạc bộ chúng tôi. Vâng ạ, và bây giờ xin mời những người đẹp sẽ giúp ban tổ chức những tấm phiếu trong hòm phiếu hoặc là những tấm phiếu mà chúng ta ghi trong sổ rồi, để chúng ta cùng gọi tên của những người may mắn nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng ạ, và xin mời người đẹp năm con gái lên sân khấu đó không ạ. Xin mời người đẹp Phương Minh Tăng ạ. Xin mời người đẹp Phan Hương ạ. Xin mời người đẹp Đỗ Tuyết Nga ạ. Và xin mời người đẹp cuối cùng, đó là người đẹp Thủy Dương Vũ ạ. Thủy Hương Vũ ạ. Vâng, xin mời người đẹp Thủy Hương Vũ ạ. Vâng, thưa quý vị, và ngày hôm nay cũng là 5 món quà rất ý nghĩa của câu lạc bộ dành tặng cho 5 người may mắn trong đại nhạc hội này. Và chúng ta hãy cùng chờ đón xem ai là những người may mắn trong buổi tối hôm nay nhé. Vâng, và bây giờ xin mời người đẹp Phan Hương sẽ bốc đầu tiên nhất 2 tấm phiếu đầu tiên ạ. Đức Anh, Lương Đức Anh ạ. Số báo danh 28 Hạnh Kiều ạ. Và số 31 Mai Hương ạ. Dạ em số 4 ạ. Số báo danh 18 ạ, Thanh Bùi ạ. Dạ, số 13 Nguyễn Thị Thanh ạ. Người may mắn cuối cùng ạ. Bạn được giúp trao những món quà cho những người may mắn trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Xin mời người đẹp. Oh, tay đâu quý vị ơi, vỗ tay ạ.